Hôm nay, mọi thứ mà tôi bắn đều biến thành tiền. Đúng rồi các bạn ơi, như các bạn có thể thấy rằng trên tay tôi đang là một khẩu súng mini. Nó cực kỳ nhỏ thôi nhưng mà mọi thứ mà nó bắn thì đều biến thành tiền. Ngay bây giờ tôi sẽ bắn chiếc ghế này. 3, 2, 1. Oh, trời ơi, 50 đô. Wow, như các bạn có thể thấy trên góc phải màn hình, đó chính là số tiền mà chúng ta kiếm được. Được rồi, hãy bắn tất cả mọi thứ đi nào. Hãy bắn biển báo này xem được bao nhiêu. Ôi trời ơi, 12 đô với biển báo stop các bạn ơi. Wow, như vậy là chúng ta có 62 đô rồi, tuyệt vời. Hãy bắn nhiều thứ hơn đi nào. My god, hãy bắn nhiều thứ đi nào. Wow, chỗ này có cái gì đấy? Mà cái hộp gì đây, bắn được bao nhiêu đô các bạn ơi? Ui, 1 đô. Trời ơi. Ồ, mà cái hộp này rẻ quá. Nhưng mà cái hộp này này, hộp to này chắc chắn có nhiều tiền. Hãy bắn vào cái hộp to này nào. 3, 2, 1. Ồ, 100 đô. Tuyệt vời quá. Được rồi, hãy bắn nhiều thứ hơn. Trời ơi, chúng ta phải có nhiều tiền hơn. Oh my god. Ồ, chỗ này có hai chiếc xe. Trời ơi, hai chiếc xe bằng vàng. Chắc chắn là cực kỳ đắt đỏ đây. Chúng ta hãy bắn vào chiếc xe này nào, xem nó bao nhiêu. Ồ, cần 100 triệu. Ôi trời ơi, cần 100 triệu đô. Oh my god. Trời ơi, chúng ta chưa thể bắn được hai cái xe này các bạn ơi. Nhưng mà cái hộp gì đây? Chúng ta có thể bắn vào cái hộp này không? Trong cái hộp gỗ này có gì đây? Hãy bắn vào nào. Ôi trời, 500.000 đô. Ui, mở khóa xe. Mở khóa xe là cái gì các bạn ơi? Tôi thấy nó hiển thị là mở khóa xe nhưng mà hay là chúng ta bắn được xe à? Hãy bắn thử chiếc xe này. Ú, 30.000 đô. Oh my god. Được rồi các bạn ơi, mở khóa xe có nghĩa là chúng ta sẽ bắn được vào những chiếc xe và chúng ta sẽ kiếm được tiền. Oh my god. Hãy bắn chiếc xe này. Trời ơi, 20.000. 20.000. Ú, 20.000 đô các bạn ơi, quá tuyệt vời. Tiếp tục bắn xe đi. 19.500 đô. Wow, 50.000. Wow, quá tuyệt vời. Được rồi, tôi có ý tưởng này các bạn ơi. Chúng ta hãy đến những ngôi nhà cực kỳ giàu có và chúng ta sẽ bắn vào những đồ vật, những chiếc xe của người giàu. Từ đó chúng ta sẽ có thật nhiều tiền hơn các bạn ơi. Nhanh lên nào. Đấy rồi. Ui, chiếc siêu xe bằng vàng các bạn ơi. Ui, hãy bắn thử vào nó xem nó có giá trị, nó có giá là bao nhiêu tiền các bạn ơi. 3, 2, 1. Ui, 306.000 đô. Oh my god. Trời ơi, chúng ta có 900.000 đô rồi, tuyệt vời quá. Ê, bạn ơi, tôi vừa mới lỡ biến chiếc xe của bạn thành tiền của tôi rồi. Không sao đúng không? Ui, sao lại có con lợn đây? Con lợn vừa mới ị ra đây sao? Oh my god, tôi có thể bắn phân con lợn. Ui, tôi bắn vào cục phân nó trừ 10 đô của tôi. Oh my god. Ôi, con lợn đáng ghét. Mày có giá bao nhiêu đây? Con lợn này 100.000 đô. Ôi trời ơi, con lợn đắt vậy. Con lợn 100.000 đô. Ê, tôi có thể bắn người không? Ui, cần 10 con vật. Oh god, oh my god. Như vậy là chúng ta cần phải bắn 10 con vật mới có thể bắn người các bạn ơi. Chứng tỏ là người có giá cực kỳ cao, người cực kỳ nhiều tiền. Được rồi, hãy tìm con vật. Đây rồi, tôi tìm thấy một đám chuột đang ăn burger. Trời ơi. Được rồi, hãy bắt đầu bắn đi nào. Một con, như vậy là chúng ta có hai rồi. 50 đô một con chuột, khá ổn đấy. Ok, ok. Mở khóa chức năng bắn người đi nào. Ok, 50 đô. Ui, people unlock. Trời ơi, mở khóa người rồi. Hãy bắn người các bạn ơi để xem người có giá trị bao nhiêu, người bao nhiêu tiền đây. Ao, ơi, ơi. Bạn ơi, cho tôi tiền đây nào. Ồ, 120.000, 150.000 đô các bạn ơi. Trời ơi, người giá cao vậy, 150.000 đô. Oh my god, chị gái này. Ui, 100.000. Oh god. Ê, 90.000 đô, 85.000 đô. Oh my god. Người có giá cực kỳ cao. Anh ta để điếu thuốc của mình lại. Điếu thuốc có giá bao nhiêu? 1 đô thôi. Trời ơi, được rồi. Người, ui, anh chàng này có vẻ giàu có này. Anh chàng này bao nhiêu tiền đây? U, 150.000. Chiếc xe du lịch 300.000. Oh my god. Uầy, chị gái này, chị gái hướng dẫn viên du lịch này có vẻ là giàu có đây này. Chúng ta hãy bắn chị gái này. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy đi đâu, 80.000 đô. Trời ơi, cũng không quá giàu các bạn ơi. Được rồi, ôi trời ơi, tôi nhìn thấy cây ATM này các bạn ơi. Cây ATM chắc chắn là nhiều tiền. Hãy bắn đó đi nào. Bao nhiêu tiền đây? Ui, 400.000. Trời ơi, tôi vừa lấy một cây ATM vừa giá 400.000 đô. Trời ơi, chúng ta có 2.710.000 đô rồi. Quá điên rồi, chiếc xe này 80.000 các bạn ơi. Chúng ta phải tìm người giàu. Ui, nhưng mà anh chàng ăn mày này bao nhiêu tiền đây? Ui, 10 đô. Chai rượu của anh ta có giá bao nhiêu các bạn ơi? Anh ta để lại chai rượu này, giá bao nhiêu? Ui, 1 đô. Ok, chiếc xe tải này có giá bao nhiêu? Hãy thử bắn vào. Ồ, 10.500 đô các bạn ơi, tuyệt vời. Được rồi, chúng ta hãy đi tìm những người giàu có. Đấy rồi, anh chàng đang rút tiền này có giá bao nhiêu? Ui, 160.000. Trời ơi. Oh god. Oh, cây ATM này tôi không thể lấy được các bạn ơi. Ok, tôi sẽ trộm luôn chiếc xe của anh ta. Lên.
Oh my god. Ê, chiếc xe này có giá bao nhiêu nào? Đưa xe cho tôi nào. Ồ, 120.000. Ồ, chắc cả xe cả người đấy các bạn ơi. Wow, hơn 100.000. Chúng ta có 3.400.000 đô rồi. Điên rồ quá. Bản mod này điên rồ quá các bạn ơi. Được rồi. Ui, chiếc xe này đẹp quá. Bao nhiêu tiền đây? Cho tôi nào. 250.000 thôi. Oh my god, chiếc xe mui trần này bao nhiêu nào? Có cả hai người ngồi bên trong. 300.000. Điên rồ. Oh my god. Ui, G63 này. Mẹ G63 này bao nhiêu? 320.000 đô. Oh god. Porsche ơi, đưa chiếc Porsche quái đản cho tôi nào. Nhanh lên, bao nhiêu tiền? 290.000. Oh god. Ê bạn ơi, chiếc xe của bạn đẹp đấy, nhưng mà bạn hãy ra khỏi xe để xem bạn có giá bao nhiêu nào. Bạn có giá đắt bằng chiếc xe của bạn không? Bao nhiêu? 200.000 đô. Khá cao đấy, đúng là doanh nhân. Được rồi, chúng ta hãy đến những ngôi nhà giàu có để bắn vào những đồ vật giàu có các bạn ơi. Đây rồi, tôi vừa tìm thấy một căn nhà bên trong có cực kỳ nhiều vàng với cả tiền các bạn ơi. Oh god, bên trong có rất nhiều người nhưng mà không sao đâu. Kìa dưới đất có cực kỳ nhiều bịch tiền các bạn ơi. Và ngay bây giờ tôi sẽ trèo lên cái lan can, sau đó tôi sẽ tấn công xuống dưới, bởi vì chúng ta có khẩu súng biến mọi thứ thành tiền mà. Không sao đâu, ui bên này có một bảo vệ này, chúng ta phải hết sức cẩn thận thôi. Anh ta cầm một khẩu súng rất điên rồ đấy, nếu mà chúng ta không kịp anh ta sẽ bắn vỡ đầu tôi. Cho tôi sẽ trèo lên cái lan can này ngay bây giờ. Ok, sau đó chúng ta sẽ very carefully thôi. Ok ra ngoài này và bắt đầu không ơi, trời ơi, ui anh chàng 10.000 đô. Một triệu đô, 2 triệu đô. Đừng bắn. Ừ, trời ơi, hai doanh nhân 20 triệu đô các bạn ơi. Oh god, đúng là giàu có. Trời ơi, nhiều tiền quá, nhặt tiền đi. Oh god, 10.000 đô cho mỗi bịch các bạn ơi. Ok, quá là nhiều tiền luôn. Oh my god. Ui, đây này các bạn ơi, đây không những là bịch tiền mà nó có cả pallet tiền. Ui, 1 triệu đô cho một pallet tiền. Oh god, 5 triệu đô. Quá nhiều tiền. Đây là cái gì đấy các bạn ơi? Ui, kim cương à, hộp kim cương. Bắn thử vào xem bao nhiêu đây. Ui, 900.000 đô. Oh my god, thật điên rồi. Ui, vàng này 800.000 đô. Trời ơi. Ui, cái tượng vàng này chắc chắn là cực kỳ đắt đây các bạn ơi. Ui, 900.000 đô luôn. Oh god. Ui, trời ơi, nhiều vàng quá. Bắn vào cái xe ta vàng này đi. Ui, 800.000 đô. Cực kỳ điên rồi các bạn ơi. Ui, bức tượng vàng này. Ui, 1.200.000 đô. Wow. Wow, 700.000 đô. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Ui, nhưng mà đây này. Trời ơi, nhiều vàng quá. Bắn vào cái này xem. Ui, 5 triệu đô. Oh my god. Ui, cái cây thông Noel mà bằng kim cương 8 triệu đô. Trời ơi, cây thông Noel kim cương. Ui, rất nhiều kim cương ở đây các bạn ơi. Bao tiền đây? 1 triệu đô luôn. Điên rồ. 1 triệu đô. Oh my god, tôi nhiều tiền quá, tôi giàu quá. Tôi có 61 triệu đô rồi các bạn ơi. Oh my god, trời ơi. Cực kỳ điên rồ. Ui, nhưng mà cái gì đây? Sao nhiều vũ khí đấy? Vũ khí có giá bao nhiêu đây? Bắn thử. Ui, cần cái gì? Cần hộp vũ khí quân đội. Oh my god, tôi không thể lấy được vũ khí các bạn ơi, không biết nó có giá bao nhiêu. Ngay bây giờ chúng ta hãy vào quân đội để mở khóa chức năng này. Đấy rồi. Oh my god, không mở cửa à? Nhưng mà không sao đâu, được rồi. Đồng chí này có giá bao nhiêu? Ui, 200.000 đô. Ui trời ơi, những người trong quân đội có vẻ có giá đắt hơn các bạn ơi. Oh my god, tuyệt vời đấy. Chúng ta sẽ trở thành tỷ phú trong quân đội này ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bắn trực thăng, chúng ta sẽ bắn máy bay. Được rồi, đây có phải hộp vũ khí không? Oh, 1.000 đô à, đây không phải hộp vũ khí các bạn ơi. Không biết hộp gì, chúng ta hãy tìm hộp vũ khí để mở khóa chức năng vũ khí. Oh god, ui, chiếc xe tải quân đội bao nhiêu? Có giá bao nhiêu đây? 30.000 đô. Oh god, khá được đấy. Ui, hộp vũ khí, đây có phải hộp vũ khí không các bạn ơi? Oh my god. Ui, trời ơi, 2 triệu đô. Mở khóa vũ khí rồi các bạn ơi. Oh my god, được rồi, chúng ta đã mở khóa chức năng này rồi. Hãy thử bắn vào chiếc trực thăng này xem được bao nhiêu. Ui, trời ơi, 9.900.000 đô. Oh my god. Trời ơi, chiếc trực thăng 9 triệu đô. Thật điên rồi. Ui, sao nhiều quân đội thế này. Quá chào. Trời ơi, 200.000 đô. Oh my god, giàu có quá các bạn ơi. Thùng phi này có giá 50 đô. Ok, khá ổn đây, được rồi. Hãy tìm thứ gì đắt hơn đi nào. Chiếc máy bay này có giá bao nhiêu các bạn ơi? Hãy thử bắn vào chiếc máy bay này nào. Chắc chắn là nó cực kỳ đắt đấy, trời ơi. 3, 2, 1. 50 triệu đô. 50 triệu đô các bạn ơi. Ôi điên rồ. Ơi, chiếc máy bay nhỏ này có giá bao nhiêu? Hãy thử bắn vào nó nào. Oh god. Ui, 1.200.000 đô. Trời ơi, khá ổn đấy. Wow. Ê đồng chí ơi, tôi biết bạn sẽ đứng lên và bắn vỡ đầu tôi nên là tôi sẽ biến bạn thành tiền của tôi. 250.000 đô, quá tuyệt vời. Được rồi, chúng ta còn thứ gì giá trị hơn không? Wow, chỗ này có cả một chiếc xe tăng. Oh my god, cho tôi xe tăng đi nào. Oh god, bạn định đứng lên và bắn tôi chứ gì?
tôi sẽ biến bạn thành tiền. 200.000 đô, chiếc xe tăng này có giá bao nhiêu các bạn ơi? Hãy đếm. 3, 2, 1. 8.500.000 đô. Ôi trời ơi. Wow, giàu có rồi các bạn ơi. Như vậy là chúng ta có 135 triệu đô rồi. Trời ơi, tôi là tỷ phú. Wow, chúng ta có thể bắn được những chiếc trực thăng đang bay trên kia không? Nó có giá. Ui, 1 triệu đô. Tuyệt vời luôn. Oh, 136 triệu rồi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Hãy tiếp tục tìm những thứ gì có giá trị hơn, như là máy bay phản lực đi nào. Ui, đây rồi, máy bay phản lực đây rồi các bạn ơi. Các bạn đoán nó có giá bao nhiêu nào? Ôi trời, 20 triệu đô. Oh my god. Trời ơi, chiếc máy bay phản lực có giá 20 triệu đô thật điên rồ các bạn ơi. Được rồi, tôi có ý tưởng này. Chúng ta hãy đến sân bay và bắn vào những chiếc máy bay để xem nó có giá bao nhiêu. Chắc chắn là cực kỳ đắt đỏ đấy. Đấy rồi, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay Boeing này. Hãy bắn thử vào. Út, 350 triệu đô. Trời ơi, oh my god, oh my god. Wow, wow, khá đỉnh cao đấy. Tôi có thể bắn chiếc đang bay này không? Ồ, xa quá không bắn được các bạn ơi. Nhưng mà tôi có 500 triệu đô rồi. Ôi, wow, các bạn nhìn này, trời ơi, có một chiếc máy bay chở hàng cực kỳ khổng lồ bằng vàng ở đây, trời ơi. Hãy thử bắn vào nó xem là chúng ta có được bao nhiêu tiền nào. Đây rồi, hãy đếm nào. 3, 2, 1. 850 triệu đô. Oh my god. Trời ơi, điên rồ thực sự các bạn ơi, tôi có 1 tỷ 3 rồi. 1 tỷ 300 triệu đô. Oh my god, tôi giàu có quá. Oh my goodness. Được rồi các bạn ơi, hãy tiếp tục. Tôi có ý tưởng này. Các bạn có nhìn thấy những tòa nhà bên kia không? Chúng ta sẽ bắn vào những tòa nhà để xem chúng ta có được bao nhiêu. Ê, mở cửa đi. Ok, cửa 50 đô. Không, mở cửa đi nào. Ồ, 10 đô, không cần mở đâu, tôi sẽ biến nó thành tiền. Ê, chúng mày ơi, thằng bắn tiền đến rồi. À, 80.000 đô. Ờ, khá ổn đây, tiền khá nhiều đấy. À, ui, đường dốc đẹp quá, lên. Oh my god. Trời ơi, tôi không những bắn mọi thứ thành tiền mà tôi còn đóng phim Hollywood nữa. Đỉnh cao thực sự luôn. Ao, hạ cánh cực kỳ an toàn đấy. À, không an toàn lắm đâu, gãy hết răng rồi. Được rồi, tôi nhìn thấy những tòa nhà này rồi các bạn ơi. Chúng ta hãy bắn thử vào những tòa nhà này để xem chúng ta có được bao nhiêu tiền nào. Út, 1.200.000 đô. Oh my god, oh my god. Tiếp tục, 900.000 đô. Bên dưới là, ok, bao nhiêu? 1.000.000 đô, trời ơi. Oh my god, tôi giàu quá các bạn ơi. Bên này còn tòa nhà này này. Ôi, 400.000 đô. Bao nhiêu? 500.000 đô, ok, khá là tuyệt vời. Ê, sao bạn đi ngược chiều? Ồ, chỉ 50.000 đô, 6.000 đô, ok, quá tuyệt vời. Giàu quá các bạn ơi, ui, chiếc xe này đẹp quá. Chiếc xe này giá bao nhiêu đây? 400.000 đô, ôi, được đấy. Oh god, được rồi các bạn ơi. Ê, bạn ơi, đưa hết tiền đây cho tôi nào. Cả thành phố này hãy đưa tiền cho tôi nào, tôi cần tiền. Wow, wow, tôi giàu có quá. Trời ơi, ê, bạn thích va chạm không? Mày thì va chạm này. Ui, 300, ui, mọi thứ đã mở khóa rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ là lúc chúng ta quay trở lại và lấy chiếc xe màu vàng ban đầu rồi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, đã đến lúc chúng ta bắn vào chiếc xe bằng vàng này rồi để xem nó có giá bao nhiêu nào. Trời ơi, tôi cực kỳ háo hức chiếc xe này các bạn ơi. Nó có giá bao nhiêu đây? 500 triệu đô. Oh my god. Trời ơi, chiếc xe có bên dưới bao nhiêu? 556 triệu. Ôi trời ơi, điên rồ thực sự. Oh my god, chiếc xe bằng vàng mà. Để xem chiếc xe máy bằng vàng của tôi. 450.000 đô, khá tốt đây, khá là tuyệt vời các bạn ơi. Ê, đi đâu đấy? Đi ngắm cảnh à? Ừ, trông khá chill đấy nhở. Đưa tiền đây chứ còn gì nữa. Đưa tiền đây. Được bao nhiêu? Ui, 100 đô à? 20 đô. Bạn khá rẻ đấy. Ơi trời ơi, bạn rẻ hơn cả con chó của mình. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã bắn mọi thứ, chúng ta đã dùng khẩu súng và biến tất cả mọi thứ thành tiền các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký ngay bây giờ nào.